đại loại là hư hỏng nhiều, cành nó bị quật vào nhau, nó gãy răm rồi là nó đổ nghiêng đổ ngả, xong rồi sau mưa lại lụt lội nữa, thế rồi nước sông lên ngập ngỏm hết cả đảo. Thì sau cơn bão này, sau cơn bão mới nước lụt này thì bác sẽ chuẩn bị là cũng độ khoảng 500 cây và cũng phải mất độ khoảng trên dưới 1 tỷ. Nên là cái làng Tứ Liên này, là làng quất cảnh này, là coi như là chỉ trông vào cái hoa màu này thôi. Còn năm nay thế này là hỏng hết rồi.